Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn vào clip tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình có những cái mẹo hữu ích. Mình hy vọng những cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn trong cuộc sống. Thì ở đây là những cái vật dụng rất là quen thuộc của chúng ta hàng ngày. Từ đĩa CD, rồi những chiếc giày, cái bút và dầu gió. Thì nhân vật chính hôm nay ở đây chính là cái lọ dầu gió này các bạn. Với cái lọ dầu gió này thôi, ngoài cái việc chúng ta mà sức dầu khi chúng ta bị nghẹt mũi hoặc là cảm sốt thì nó còn có những công dụng rất là đặc biệt khác luôn. Và đầu tiên mình xin muốn nói đến cái công dụng đầu tiên, đó chính là cái đĩa CD này. Đĩa CD này nó từng được sử dụng rất là rộng rãi trong các hộ gia đình để nghe nhạc, để chứa dữ liệu. Thì như các bạn biết đấy, cái bề mặt của cái đĩa CD này á, nó có một cái độ bóng và trong này nó chứa dữ liệu. Thì trải qua quá trình mà chúng ta sử dụng á, nhiều khi cái bụi bẩn á, nó bám rồi nó chảy xước. Thì khi các bạn mở lên thì đầu đĩa, những thiết bị đọc nó sẽ bị giật hoặc rất là khó đọc. Thì một cái mẹo nho nhỏ thôi, đó chính là cái chai dầu gió này. Nó sẽ giúp cái đĩa chúng ta sạch cũng như là cái việc nó đọc được tốt hơn. Thì các bạn chỉ cần bôi cái dầu vào cái rẻ và chúng ta sẽ lau cái đĩa CD này. Có một lưu ý ở đây á, khi các bạn lau thì các bạn không lau theo cái hình tròn như vậy mà các bạn sẽ lau cái chiều mà đi ra như thế này. Các bạn cứ lần lượt lau như thế này và các bạn xoay xoay đều cái đĩa cho mình. Mình đã thử nghiệm thì mình thấy cái việc này nó khá hiệu quả các bạn. Khi nó hết các bạn đã cho vào tiếp. Đĩa CD hay đĩa dữ liệu mà chúng ta sử dụng nó không đọc được, nó rất là khó chịu. Bằng cái cách này á, các bạn sẽ thứ nhất là vệ sinh cho nó sạch và làm cho những cái khe, những cái vết xước nho nhỏ nó sẽ trơn bóng trở lại, cái việc đọc nó sẽ tốt hơn. Các bạn cứ lau đều vào cho mình nhé. Mình đã thử, mình thấy khá hiệu quả các bạn. Đây, các bạn lau lại như thế này. Cái đĩa của chúng ta nó sẽ sạch bóng và việc đọc dữ liệu nó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt. Có thể bây giờ việc chúng ta sử dụng nghe nhạc thì hầu hết là ở trên các thiết bị số. Tuy nhiên thì vẫn có một số nhà vẫn có cái đĩa CD đầu đĩa, hoặc là chúng ta nghe đĩa chất lượng cao á. Và đĩa CD nó cũng có cái tác dụng là chứa những cái dữ liệu, có thể một số gia đình vẫn còn có. Đây là sau khi mà mình vệ sinh cái đĩa này rất là sạch, nhìn rất là bóng luôn. Mình tin rằng là các bạn áp dụng cách này nó sẽ rất là hiệu quả, bởi vì mình đã từng làm rồi. Và cái thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là cái công dụng mà tẩy mực vết bi hoặc những vết bẩn mà trên giày dép các bạn. Giả dụ mà các bạn sử dụng giày dép, chúng ta vô tình bị bẩn hoặc là cái vết bi nó ngấm vào, nó quệt vào, mà cái vết bi này nó rất là khó chịu, nó rất là lì, thì các bạn cũng sử dụng cái dung dịch dầu gió, chúng ta sẽ tẩy nó. Đây các bạn, đây các bạn có thể thấy là cái dầu gió nó tẩy cái vết bẩn này, cái vết mực mực này đi dễ dàng luôn. Mình có thể thử bằng cách là cho cái vết lông này đây nhé các bạn, cũng đi dễ dàng luôn, rất là hiệu quả luôn. Không ngờ là dầu gió mà nó có nhiều công dụng như vậy luôn các bạn. Ví dụ như những mà cái trường hợp mà chúng ta đi ở phía ngoài, đúng không ạ? Bẩn giày dép, rồi dính keo, linh tinh như này kia thì chúng ta đâu có thể kiếm ra được những cái dung dịch để tẩy đâu. Mà mình nghĩ dầu gió này chắc hẳn nhiều người đi đâu cũng mang theo, hoặc cần lắm chúng ta ghé vào tiệm thuốc tây chúng ta mua là sẽ có thôi. Các bạn có thể thấy nhỉ, sạch sẽ luôn.
công dụng dầu gió rất là tuyệt vời luôn. Cái thứ ba mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là khi mà các bạn có một cái bút lông như thế này, các bạn để lâu không sử dụng thì nó sẽ bị khô mực, không có ra mực luôn các bạn. Thì các bạn sử dụng cái dầu gió, giờ mình đổ vào đây luôn, mình ngấm vào, cho nó ngấm vào các bạn. Thì các bạn viết đấy, nhúng dầu gió vào thì lập tức cái mực ở trong này nó sẽ được hòa tan và các bạn có thể viết bình thường, rất là hữu ích luôn. Rồi cách thứ ba, ví dụ bây giờ mình muốn muốn có một chút xíu mực để mình viết mà trong gia đình mình không có bút màu á, thì các bạn cũng có thể sử dụng cách này, khá đơn giản. Dầu gió nó sẽ làm hòa tan cái mực này. Đây các bạn, dầu gió nó sẽ hòa tan và cái mực này chúng ta sẽ thu thập, nó sẽ ngấm vào trong cái bông này. Mình ví dụ vậy thôi nhé, để các bạn có thể mà tô bức tranh gì đó cho các cháu xem. Nếu chúng ta không có mực thì chúng ta có thể sử dụng cách này, bông hoa. Đây mình ví dụ cái này đi, lấy cái mực xanh này. Mình không có cái mặt bằng nên là hơi khó lấy mực. Đây, chúng ta sẽ lấy cái màu này, chúng ta vẽ bông hoa. Khá là hay phải không ạ? Đấy. Rồi cách thứ ba nữa, giả dụ mà các bạn viết bút mực lên những cái vật dụng, có thể là tường hay là gạch men hoặc là những vật dụng như thế này bằng nhựa này, chẳng may có dính mực đi, đúng không ạ? Chúng ta bôi rất là khó, nó không đi luôn, không đi luôn. Thì các bạn lại tiếp tục sử dụng cái dầu gió này, chúng ta sẽ tẩy nó. Đây các bạn có thể thấy này, dầu gió rất là mạnh. Các bạn bôi cái này xong, các bạn sẽ dùng cái bông sạch này, các bạn lau đi, hoặc sử dụng một cái rẻ như thế này cũng được, cho nó miếng nữa cho nó đậm đặc. Đây các bạn, với cái dung dịch dầu gió này chúng ta tẩy bay cái vết mực này luôn, rất là hiệu quả luôn. Các bạn thấy hay không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Và mình cũng được biết một cái tính năng nữa. Cái tính năng này á là ngày xưa người ta sử dụng ở trong những cái trại tù á. Bởi vì những cái bài này mình cũng học lại, mình chia sẻ cho các bạn thôi. Người ta cai nghiện, những con nghiện á, khi lên cơn thì rất là khó chịu, cũng như là trong người nó muốn điên loạn luôn. Thì những quản giáo sử dụng cái dầu gió này và thấm vào cái bông này, rồi cái sẽ dùng cái hộp quẹt. Sau khi mà nhúng dầu vào cái bông này, người ta sử dụng hộp quẹt, người ta đốt. Đốt một chút xíu thôi các bạn, đốt một chút xíu thôi, rồi sau đó sẽ đưa lên mũi hởi. Cái dầu gió cùng với cái khói của cái này nó sẽ xông vào mũi. Cái này chắc phải lên tận óc luôn chứ không phải đùa đâu. Đó thì người ta sẽ giảm bớt cái cơn nghiện lại bằng cái cách này. Cho dầu gió vào cái bông.
và đốt đốt chút xíu để đưa lên mũi hơi, thì sẽ điều điều tiết cũng như là hạn chế là cái cơn nghiện. Thì mình chắc cái mình nghĩ cái cách này mà đưa lên mũi mà hơi trong nó thấm vào cái đầu óc thì đúng là thật sự nó xông lên não mà sặc sụa luôn chứ không đùa đâu. Thì đó là những cái mẹo vặt hữu ích từ cái chai dầu gió này. Mình hy vọng là cái những cái mẹo này nó sẽ giúp ích các bạn trong đời sống một lúc nào đó thì các bạn sẽ cần. Mình hy vọng là nó sẽ hữu ích với những cái bạn mà gặp những cái trường hợp như thế này. Chúc các bạn sẽ thành công với những cái mẹo này. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một comment cảm nghĩ nhé. Cũng như nếu thấy hay thì đăng ký kênh giúp mình để cùng tiếp tục theo dõi những cái clip hay khác. Xin chào và cảm ơn các bạn rất là nhiều.